vừa mới thấy nó chạy đường này mà. Con danh này lẩn nhanh thật đấy. Tao không bắt được mày. Sao bọn nó bỏ tù nhé? Mà lại nặng thế nhỉ? Phải tranh thủ trốn mới được. Không biết là có ai ở bên ngoài nữa không? Mà sao dạo này anh hay về muộn đấy? Công ty gì mà làm đến 9 giờ vẫn chưa về? Anh đi làm chứ không phải đi chơi đâu. Ở công ty dạo này nhiều việc nên anh phải ở lại tăng ca, chứ anh không muốn về muộn đâu. Tăng ca à? Tăng ca ở công ty hay là với em nào ở ngoài? Em đừng có mà ghét tung vớ vẩn nữa. Anh đi làm cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi. Về nhà em cứ kiếm chuyện với anh là như nào? Hai người cãi nhau xong chưa? Nhanh lên để tôi cũng đi nữa. Anh nghĩ đây là kiếm chuyện à? Thôi rồi, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa. Anh muốn đi đâu thì đi, anh thích làm gì thì làm. Mọi chuyện đâu không can dự nữa. Ôi, anh xin lỗi. Bỏ ra. Quyền anh, quyền anh. Im thế nhở? Thế này á, chắc là họ đi rồi đấy. Cô là ai? Sao lại ở trong phòng của tôi? Cô ở trong này từ bao giờ? Hai vợ chồng nhà này giàu gớm nhở? Nhà cửa lắm đồ quý giá đấy. Mình ra ngoài thì cũng không có chỗ ở, chỉ bằng ở tạm đây một thời gian. Này, cô đang nghĩ cái quái gì đấy? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy. Rốt cuộc cô là ai? Anh nói bé thôi, vợ anh nghe thấy bây giờ. Nói chung là tôi là ai thì anh không cần biết. Nhưng bây giờ tôi muốn ở lại đây. Cô bị điên à? Không nghĩ mình là ai mà lại ra điều kiện cho tôi hả? Thôi anh cho tôi ở lại đây đi, coi như anh làm từ thiện đi. Chứ bây giờ tôi mà đi ra ngoài kia, tôi nói với vợ của anh á, tôi là bồ của anh, xem á, chị ta tin tôi hay tin anh. Nhưng mà cô bây giờ phải nói cho tôi biết cô là ai mới được. Làm sao mà tôi để một người lạ ở trong nhà mình? Anh cứ yên tâm đi, trông tôi giống kẻ ăn trộm lắm mà. Chẳng qua là tôi bị bọn vai lãi bắt. Bây giờ tôi mà về nhà chúng nó giết tôi mất. Anh cho tôi ở nhờ đây đi, chỉ vài ngày thôi. Cô ta cũng chỉ ở tạm đây vài ngày, hay là cứ để cô ta ở đây cho yên thân. Cô ta mà gào mồm lên với vợ mình thì chắc chắn vợ mình sẽ tin cô ta. Tốt nhất là không nên chọc vào cô ta, vì là nỗi còn vay tiền của xã hội cơ mà. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ ở tạm vài ngày thôi đấy. Chúng tôi hết phòng ngủ rồi, cô ra ngoài phòng tạm đi. Nên nhớ tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt vợ tôi. Đừng để vợ tôi nhìn thấy mặt cô. Thế nhưng mà bình thường tại sao lại phải ra nhà kho? Thôi được rồi, không xuất hiện thì không xuất hiện. Bây giờ để tôi đưa vợ tôi ra ngoài, nhân cơ hội cô chạy xuống nhà kho luôn, biết chưa? À, nhớ ở vài ngày rồi đi luôn đấy. Ngày này em sẽ nấu cơm, học kho cá với thơm. Mình quay quần mỗi bữa cơm, chào nhau bằng những cái thơm. Chắc là anh ấy sắp về rồi, mình phải gọi hỏi xem anh ấy đến đâu mới được. Anh à, nay em nấu nhiều món lắm. Lúc nào về gần tới nơi, anh nhớ gọi em nhé, để em hâm nóng đồ ăn. Vâng ạ. Rõ ràng vừa nãy đồ ăn vẫn còn đầy nguyên cơ mà, sao mới có một lúc mà đã vỡ? Chẳng lẽ Thomas?
Đúng là cái đồ nhát gan. Để xem cái nhà này có cái gì. Phải khám phá cái phòng này mới được. Huyền Anh, em làm gì mà trông hốt hoảng thế? Chồng ơi, hình như là nhà mình có ma ấy. Vừa nãy lúc em nấu ăn xong, vào phòng gọi điện cho anh chờ anh về. Lát sau ra thì đồ ăn tung tóe khắp bàn, bơi đi nhiều lắm. Nhà mình có ma thật đấy anh ạ. Sợ lắm. Chắc chắn là cô ta. Chắc không phải đâu. Trên đời này làm gì có ma. Khổ thế nhở, sao anh không tin em nhở? Mà thôi, anh không tin thì anh lên nhà một mình đi, em không lên nữa đâu. Thôi được rồi, bây giờ hai vợ chồng cùng lên nhà. Em cứ đứng ở ngoài, để anh vào trong phòng xem như nào nhá. Đi. Cái gì đấy? Dậy! Dậy nhanh! Làm sao mà anh cứ mạnh tay mạnh chân với phụ nữ thế? Tôi cũng chỉ nằm nhờ trên giường của anh một tí thôi mà. Ai cho cô vào phòng của vợ chồng tôi? Thế còn lục loại đồ linh tinh như này? Thì anh cho chứ còn ai cho? Anh bảo là tôi cứ ở trong nhà, chỉ cần là không gặp vợ anh một gì thì tôi không xuất hiện trước mặt vợ anh đâu. Vợ anh đi ra ngoài rồi, tôi mới vào trong nhà mà. Cô được lắm. Đi ra khỏi nhà tôi. Anh chắc chưa? Bây giờ tôi đi ra ngoài nhà anh, gặp vợ anh, vợ anh mà có hỏi tôi bảo là tôi là bồ anh, anh dẫn tôi về nhà. Cô. Thôi được rồi. Từ bây giờ ấy, tôi cấm cô được tự tiện vào phòng của vợ chồng tôi. Và cũng đừng có lục lọi đồ linh tinh như này nữa. Đặc biệt, cô đừng có làm gì ảnh hưởng tới vợ tôi. Không thì tôi không để cho cô yên đâu. Anh cứ bình tĩnh đi, vì gì mà phải nóng tính thế. Mà cô cũng về nhà đi. Tôi cũng chỉ để cho cô ở ké mấy hôm thôi mà. Mình phải nhanh tính cách, cũng hết đồ rồi chuồn mới được. Thì mới có mấy hôm mà đã đuổi rồi. Tôi biết rồi. Chồng ơi, Em cứ có cảm giác nhà mình còn có một người khác nữa hay sao ấy. Không phải đâu, chắc là do em mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi. Nhưng mà chuyện sáng nay em cứ thấy kỳ kỳ. Anh đã bảo em rồi mà, chỉ là mấy con chuột ở trong nhà kho thôi. Anh đã xử lý xong xuôi hết mấy con chuột đấy rồi, em đừng có lo nhá. Nhưng mà em vẫn thấy cấn cấn lắm. Hay là mai anh liên hệ với cả ban quản lý tòa nhà nên dọn lại nhà kho cho mình một lần nữa, biết đâu trong đấy vẫn còn chuột thì sao. Thôi gọi làm gì, anh thấy gọi như thế phiền lắm. Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ đi mua thêm vài cái bẫy chuột nữa cho yên tâm, được chưa? Vâng, thế cũng được ạ. Bây giờ vợ chồng đi ngủ đi, muộn rồi. Vâng ạ. Mình phải tranh thủ lúc cô ta không có nhà, vơ vét hết của cải rồi trốn mới được. Như thế cô tìm vào mắt. Cô là ai? Sao cô lại ở trong phòng tôi? Cô lấy trộm cái gì đúng không? Được đấy. Ta là mày à? Lần này mày chạy mắt tôi. Nói đi, cô là ai? Sao cô lại ở trong nhà tôi, còn mặc đồ của tôi nữa? Tôi là bồ của chồng cô. Chồng cô dẫn tôi về đây thì tất nhiên tôi phải ở đây rồi. Thì ra bấy lâu nay con chuột khổng lồ trong nhà kho là cô à? Ôi trời, mày em gọi anh về gấp thế? Anh về đúng lúc lắm. Cô ta nói cô ta là bồ của anh, được anh dẫn về nhà. Sao anh lại dám dẫn gái về nhà tôi hả? Em đừng có tin cô ta. Anh biết là chuyện anh sắp kể nghe rất là khó tin, nhưng là sự thật. Anh không hề biết cô ta là ai cả. Tự nhiên cô ta ở trong nhà mình rồi lại còn đòi xin anh ở nhờ nữa. Chứ anh... Anh nói cái gì có lý một tí được không ạ? Thôi rồi, tao biết cái đầu. Trùng nó đúng đấy. Con danh này rất là lươn lẹo luôn.
Hôm trước nó giả vờ ngất xỉu trước cửa nhà anh. Anh đã thương tình cho nó ở nhà rồi. Thế mà nó khoáng hết cả đồ xong nó chuồn mất. Anh đuổi theo nửa đường thì mất dấu. Cày thật. Này, anh đừng có mà ăn nói linh tinh nhá. Anh có bằng chứng gì mà bảo tôi ăn trộm đồ nhà anh? Đừng có bao che cho bạn của anh. Ngậm mồm vào. Bơi chỉ cần kiểm tra túi của mày là biết ngay cái gì. Tao lại chẳng biết thừa cái loại mày nhá. Mày đi ăn trộm ở đây xong lại chuồn tiếp đúng không? Mày đâu ngờ tao lại là bạn. Trái đất này đúng là tròn ha. Đang chứng đây này. Mày chui đi. Mày chui đi thế nào? Đấy, em xem đi. Cô ta là ăn trộm mà. Chứ anh không hề nói dối em. Tại vì cô ta dọa anh. Nếu mà anh không cho cô ta ở nhà ấy, cô ta sẽ nói là bồ của anh. Tính em thì hay ghen. Cho nên anh sợ, anh không dám nói. Từ nay anh xin lỗi. Từ bây giờ anh sẽ không dám giấu em chuyện gì nữa. Anh thề đấy. Được rồi, tha lỗi cho Trung đi. Dù sao thì nó cũng chỉ là nạn nhân thôi mà. Còn mày ấy, từ bây giờ mày sẽ được ăn cơm nhà nước. Đi theo tao lên phường. Từ giờ khỏi phải trốn chui trốn lủi nữa. Ok chưa? Đi. Này, bà lấy thẻ tín dụng tôi dùng đấy à? Thẻ tín dụng nào? Ai mà biết được? Bà không biết á? Tôi tưởng bà lấy bà dùng. Ồ, nhớ số thẻ tín dụng của bà lại hỏi tôi. Hay là bà nhiều việc quá nên là đầu óc lú lẫn xong rồi để đâu không biết ấy. Nhá. Khổ, mỗi cái thẻ tự nhiên hỏi người ta mà tôi tránh ra. Người ta đang thể dục thể thao. Quả đi. Em ơi, nhà cậu toàn hàng hiệu thôi. Mà cho tôi thử sau này nhá. Cậu thích à? Thế thì cậu lấy. Thật á? Cậu cho tớ thật á? Thật mà. Ở trong nhà tớ á, cậu thấy thích cái gì, cậu lấy hết cho tớ, tớ cho cậu tất. Thật nhá? Thế thì tớ thích hai cái này, cho tớ nhá. Ừ, của cậu hết. À, thả hai cái này nữa. Tớ đã nói là trong nhà tớ cậu thích cái gì có thể lấy hết mà. Nhà tớ nhiều đồ như thế, mình tớ dùng hết làm sao được. Cậu tốt thật đấy, cậu đúng là quý nhân phù trợ của tớ luôn ý. Đúng là ông thần tài, là chị em tốt. Rồi ạ, tớ đã nói rồi, tiền ý thì tớ không thiếu. Chỉ thiếu mỗi người tiêu thôi. Mà quan trọng người ấy phải biết điều. Thì cậu biết rồi đấy. Tớ với Sang lúc nào cũng coi cậu là chị em tốt mà. Hay là cậu mời bọn tớ đi ăn chơi một bữa đi. Coi như là chúc mừng cậu trở thành người thành đạt. Chuyện nhỏ. Ok chốt nhá. Ủa ơi, lâu ngày không gặp Huyền Anh, đúng là trông khác hẳn nhờ. Đẳng cấp và sang trọng có khác. Chứ
còn gì nữa. Nhà Huyền Anh nhá, đẹp dã man luôn. Đã thế nhá, trong nhà toàn hàng hiệu thôi. Này nhá, bọn tôi ấy có nằm mơ cả đời cũng chả bao giờ được đâu. Đúng là có bạn giàu cũng được thơm lây nhờ. Tầm này á, tôi thiếu gì ngoài tiền đâu. Cho nên là tôi chơi với các cậu vì các cậu tốt này, chơi tốt với tôi. Thích cái gì cứ nói với tôi một tiếng, tôi chiều hết. Thật á? Nhưng mà con Ngọc đâu rồi nhở? Ngọc. Ôi, đẹp thế. Sao còn đất nóng thế? Này, cậu thích à? Nhìn mê mẩn cái kia cơ mà. Công nhận, đồ trong đấy đẹp thật đấy nhở? Cũng đẹp đấy. Mà nếu hai cậu thích ấy, vào trong đấy chọn lựa thoải mái đi, tớ thanh toán cho. Thật á? Chẳng lẽ tớ đùa? Tớ đã nói các cậu là bạn thân của tớ cơ mà. Mà với bạn thân ấy thì tớ không tiếc gì cả. Này, cả tớ nữa? Tất nhiên rồi. Ôi, cậu là bạn thân của tớ cơ mà. Đúng là không hổ danh là chị cả của cả nhóm nhở. Hào phóng, trượng nghĩa của khác. Tớ đã nói rất nhiều lần rồi, với bạn thân ấy là tớ không tiếc bất cứ một thứ gì cả. Chọn lựa đi, rồi tớ quẹt thẻ cho. Cậu nhá, đúng là chị em tốt của bọn tớ. Chúng ta nhá, không nguyện sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà nguyện đi shopping với nhau đến hết đời này. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Cái gì thế này? Thanh toán 3 cái váy, 2 cái áo nữ, hết 12 triệu rưỡi. Thanh toán 3 áo thun nam, 2 quần jean nam, hết 5 triệu. Sao tự nhiên tài khoản mua sắm của mình lại bị trừ thế này nhờ? Vừa mới thanh toán xong, chắc chắn là có người dùng thẻ của mình. Hay là cô ta? Alo, tôi muốn tạm khóa thẻ tín dụng mua sắm của tôi. Alo, tôi nghe đây. Tôi đang ăn với bạn. Bà tới nhà hàng ăn cùng với bọn tôi nhé. Bà gửi định vị nhà hàng đi. Tôi gửi đây. Để nhớ phải tối đấy. Bực thế không biết nữa. Đang yên, đang lành. Đúng lúc cần thanh toán thì thẻ lại chẳng thanh toán được. Nhìn hết cả người. Sao đấy? Không có gì đâu. Không việc gì phải lo lắng cả. Các cậu cứ ăn đi. Mà này, tôi bảo cái này cho Ngọc. Tôi xin nhá. Cái này tặng Sang nhá. Tôi xin nhá. Này, tôi có một cái ý kiến như thế này. Huyền Anh ấy chơi rất đẹp, xứng đáng làm đàn chị của cả nhóm. Hay là từ bây giờ chúng ta gọi Huyền Anh là chị đi. Ok, được đấy. Tôi cũng thấy hợp lý. Đúng là chỉ có đàn chị mới hào phóng với đàn em như thế này thôi. Còn nữa. Thế cũng được. Tôi chắc chắn với ông bà một điều á, là tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với những người yêu thương, chân thành và tôn trọng tôi cả. Thôi ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Ơ, Ly đấy à? Vừa kịp lúc. Này, bà ngồi xuống đây ăn cùng bọn tôi luôn cho vui. À, giới thiệu với Ly nhá. Đây là Sang, Ngọc, bạn thân của tôi. Và giới thiệu với Sang, Ngọc nhá. Đây là Ly, bạn rất rất thân của tôi đấy. Chào Ly nhá. Ăn xong rồi ấy, thì ai thanh toán? Anh à? Hay cô ta? Hay là cậu sẽ thanh toán? Này, bảo, lát nữa cậu thanh toán giúp tớ bữa ăn này nhá. Tại sao tôi phải thanh toán đồ mà các người ăn? Kìa Ly, bữa ăn này chỉ có mỗi 2 triệu thôi, có nhiều nhặng hay đắt đỏ gì đâu. Mà cậu cũng phải lên mặt với tớ như thế. Thế thì cậu thanh toán đi. Hay là để hai người bạn thân của cậu thanh toán? Ly, đây là tiền tớ vay cậu, về tớ sẽ trả. Cậu không việc gì phải nói như thế đâu. Vậy bà trả tôi 20 triệu mà bà vay tôi 2 tháng này đi. Bà... Sao? Bà nuôi thân còn không xong, còn thích hào phóng với người khác à?
chị rồi. Huyền Anh. Ơ, sao? Có chuyện gì đấy? Ly ơi, tôi thất nghiệp 3 tháng nay rồi. Với cả bà chủ trọ đuổi tôi ra khỏi nhà vì tôi không có tiền thanh toán. Tại sao mọi thứ đen đủi dồn lên đầu tôi hết một lúc như thế này? Ôi, bà đừng suy nghĩ tiêu cực như thế. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà sẽ tìm được công việc mới rồi ổn định cuộc sống. Nhưng mà thực sự lúc này tôi không có chỗ nào để đi cả ấy. À, hay là như thế này đi. Bà ở tạm nhà tôi, xong rồi khi nào tìm được việc mới, có lương rồi tìm phòng ở sau cũng được. Tôi ở một mình, phòng cũng rộng. Bà cứ ở đây đi, không phải lo nghĩ gì đâu. Thật á? Đúng là chỉ có bà là người tốt nhất với tôi thôi. Yêu bà nhất. Rồi, thôi, cho đồ vào nhà đi. Bà ở nhà tôi 2 tháng nay, ăn đồ ăn tôi mua, dùng đồ của tôi, thế mà tôi không tính toán. Bà lại mang đồ của tôi đi cho người khác à? Đã thế, còn lấy thẻ mua sắm của tôi để mua đồ cho người khác. Bà hay lắm. Ly ơi, bà quá đáng rồi đấy. Tất cả những gì tôi vay bà hay là mượn bà, rồi tôi sẽ trả hết. Việc gì mà bà phải làm mất mặt ở chỗ đông người như này? Bà, chứ không phải cái máy ATM. Ở đây ai là bạn thân của bà? Cô ta, cậu ta, chứ không phải tôi. Cái này thanh toán bằng thẻ của tôi lấy lại. Cả khuyên tai, váy, giày bà đang đi, trả lại đi. Nhanh. Được, trả đi trả. Được tôi. Bạn tôi cũng được. Nhưng mà lát nữa về, bà thu xếp hết đồ bà ra khỏi nhà tôi. Tôi cho bà 2 tháng để trả lại tôi tất cả những gì bà đã vay tôi. Bà để bạn tốt của bà lo cho bà đi. Bye. Ly. Này, Sang ơi, Ngọc ơi, ông bà có thể cho tôi mượn... Ơ, tôi chết, mẹ tôi gọi này. Tôi phải về nhà gấp, thế nhá, hẹn gặp lại sau ha. Đây này, đúng lúc sếp tôi cũng gọi về phải giải quyết nốt cái hợp đồng. Thôi, bà cứ ở lại đây nhá, thế nhá, tôi về trước đây. Xấu xa. Thế mà trước đây, chị em, bạn bè bè, hóa ra là chỉ lợi dụng mình à? Báo cáo tình trạng làm bài tập về nhà thôi. Đó là trách nhiệm của tớ mà. Mày cậy mày làm lớp trưởng nên tớ hớt đúng không? Vì mày mà tao phải viết bảng kiểm điểm đây. Mày xin lỗi tao đi. Tao không xin lỗi, tao không làm gì sai cả. Nếu tao không muốn bị phạt nữa thì làm bài tập về nhà đầy đủ đi. Câu. Cái thằng nhà nghèo, không có bố, mẹ lại chỉ là bà bán cam, lại định lên mặt đấy à? Đúng là mẹ tao không cho chơi với mày là đúng rồi. Lần sau mà có tơ hơn nữa thì đừng trách tao. Cậu làm cái gì đấy? Cậu đang làm gì đấy? Về rồi đấy à? Vâng ạ. Mẹ mua cơm rồi, hai mẹ con mình cùng ăn nhá. Vâng ạ. Đây. Cảm ơn mẹ. Ơ, Báo, tay con làm sao thế này? Sao lại bầm tím, lại xước thế này? Người con có bị làm sao không? Hả? Sao lại thế? Vâng. Báo, hay là con bị bạn đánh à? Dạ không ạ. Trên đường con đi con bất cẩn, con làm ngã thôi. Vết xước nhỏ như này, con không sao đâu. Mà thôi con về nhà đây, chiều vẫn còn phải đi học nữa. Con chào mẹ nhé.
lịch trình hôm nay của anh đây ạ. Anh nhớ rồi. Linh này. Dạ. Tại sao lại có chị bán cam đứng trước cổng công ty của mình thế? Anh ơi, chị là hàng xóm nhà em ạ. Bởi vì có hai mẹ con tần tảo mưa nhau thôi, mà bán ở ngoài đường thì mưa nắng không có chỗ trú. Em thấy thương quá nên mới bảo chị đi đứng ở cửa công ty nhà mình. Nếu mà anh thấy phiền quá thì em bảo chị đi chỗ khác. Thôi, không sao đâu. Cũng không ảnh hưởng gì đến công ty hết. À mà hôm nay trời nắng đấy, em xem thế nào mua ít cam rồi pha cho mọi người uống nhá. Em cảm ơn anh, em thay mặt chị cảm ơn anh ạ. Này thằng nhà nghèo, tao tưởng mày phải sợ không dám đi học chứ. Ai dè mặt vẫn dày ghê. Đứng lại. Xem ăn gì đây? Bánh mì à? Bánh này mà cho người ăn được. Quá đáng lắm rồi nhá. Tớ không làm gì cậu thì cậu cũng đừng làm gì tớ. Ai bảo mày không làm gì tao? Mày thích bắt lẻo tao còn gì nữa. Cậu. Sao? Cái thằng không có bố nên không ai dạy. Đồ bẩn rồi không được ăn à? Rồi ăn đi. Bảo. Nga, xuống lều đi. Cháu đứng lại. Sao cháu lại bắt nạt bạn Bảo? Cháu vẫn còn nhỏ, mẹ nói năng như thế à? Cháu làm cái gì đâu? Cô biết hết rồi đấy. Cháu chia bè kết phái với các bạn trong lớp để bắt nạt bạn Bảo. Cô sẽ báo với cô giáo để mời gia đình cháu lên làm việc. Cô cháu làm trước to lắm, cô giáo cũng không dám làm gì đâu. Nếu mà vậy thì cô sẽ báo lên ban giám hiệu để làm việc. Rồi lúc đấy sẽ mời phụ huynh của cháu đến. Cô muốn gì? Ít nhất cháu phải xin lỗi bạn Bảo. Mẹ, tha cho bạn ấy đi. Con cứ để yên để mẹ nói chuyện với bạn. Nếu không, lần sau bạn sẽ tiếp tục bắt nạt con đấy. Xin lỗi. Cháu bé, cháu đứng lại. Thôi, mẹ bỏ qua cho bạn ấy. Sao con bị bắt nạt mà con lại không nói với mẹ? Vết thương hôm qua trên tay con là do bạn ấy làm đúng không? Bạn ấy còn phá sách vở của con nữa. Không sao đâu mẹ. Vết thương này chỉ là vết thương nhỏ thôi. Sách vở cũng không còn lắm, vẫn dùng được ạ. Có phải là các bạn trêu con không có bố vì nhà mình nghèo quá, thế nên các bạn mới coi thường con đúng không? Mẹ xin lỗi. Tất cả là tại mẹ không tốt, tại mẹ, thế nên con mới bị xấu hổ thế này. Mẹ, sao mẹ lại phải xin lỗi con à? Con chưa bao giờ thấy xấu hổ như là con của mẹ cả. Nếu bố không cần mẹ con mình thì con cũng không cần bố. Con chỉ cần mẹ thôi. Đi học cơ mà con mặt nặng mày nhẹ này hả? Hay là ở lớp ai làm gì con đúng không? Nào quay ra đây, nói cô nghe, con cứ nói đi. Ai làm gì con hả? Cháu gái của cô bị bắt nạt đây. Mẹ con nhà bán cam dám dọa con. Dọa? Dọa như nào? Con nói cô nghe xem nào. Đây này này. Cô biết hết rồi đấy. Cháu chia bè kết phái với các bạn trong lớp để bắt nạt bạn Bảo. Cô sẽ báo với cô giáo để mời gia đình cháu lên làm việc. Láo thật đấy, chỉ là cái con bán cam quèn mà dám dọa công chúa của cô à? Đi, cô cháu mình sẽ cùng nhau đi xử lý. Đúng là cô của con, nhất luôn. Đi. Con ăn đi. Cảm ơn mẹ. Này cô làm cái gì đấy? Sao cô lại phá hỏng đồ của tôi? Tôi có làm gì cô đâu. Đúng là cô không làm gì tôi. Nhưng mà cô đụng vào thiên kim tiểu thư nhà tôi rồi đấy. Hóa ra cô là mẹ của con bé à? Cô có biết con gái cô ở trường đã làm gì không? Nó bắt nạt con trai tôi, đánh con trai tôi, phá sách vở, lại còn nói con trai tôi không có bố nữa. Tôi đã chưa báo về gia đình thì thôi, bây giờ cô còn đến đây gây sự như thế này. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Cô nói ai ăn cướp, ai la làng ở đây hả?
không có bố thì bảo là không có bố. Nó có nói gì sai đâu. Mà cô bắt cháu gái của tôi phải đi xin lỗi một đứa nhà nghèo cho con cô hả? Hóa ra cô chính là người cô quyền lực trong lời nói của con bé đấy à? Đúng, là tôi đấy. Tôi cứ thắc mắc tại sao con bé còn nhỏ như vậy lại nói chuyện láo. Hóa ra là học từ cô. Chính cô đã dạy hư cháu gái của mình đấy. Con trai tôi tuy là không có bố thật, nhưng ít ra nó không vô giáo dục giống như cháu gái của cô. Bảo, mình đi thôi con. Từ từ đã. Khoan hẳn. Sao lại có chuyện dễ dàng như thế được? Thế cô muốn làm gì? Cô đã phá hết cam của tôi rồi còn gì nữa? Thế đã là gì? Từ ngày mai cô không được phép ở đây bán cam nữa. Cô lấy quyền gì mà cấm tôi bán cam ở đây? Quyền gì à? Quyền tôi là giám đốc của công ty này. Việc cô xuất hiện ở đây á, làm ô uế cổng công ty tôi lắm. Với lại bao nhiêu ngày qua hai mẹ con cô bán cam ở đây, tôi chưa thu một đồng phí mặt bằng nào là đã nhân nhượng với hai mẹ con cô lắm rồi đấy. Tuy nhiên tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Đó là cả hai mẹ con cô phải quỳ xuống xin lỗi Thiên Kim tiểu thư nhà tôi. Nếu cháu nó đồng ý thì tôi mới tha cho hai mẹ con cô được đi. Nếu không thì sao? Nếu không ấy thì cô phải đóng 100 triệu tiền mặt bằng ra đây. Không thiếu một xu. Cái gì cơ? Cô quá đáng lắm rồi đấy. Uyên ơi, tớ giết cô mà. Cô đừng bắt mẹ tớ trả tiền nữa. Mẹ tớ không có tiền để trả đâu. Tớ hứa từ giờ tớ sẽ không quay chuyện. Cậu không làm bài tập về nhà cho cô nữa. Tớ hứa mà. Cậu có thể lấy bài tập của tớ mà. Tớ xin cậu mà. Thằng kia, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra. Đẩy ngã con trai tôi như thế. Sao? Thương xót con trai quá à? Nếu thương quá thì hai mẹ con cô hãy mau chóng xin lỗi cháu gái tôi nhanh đi. Còn nếu không ấy thì nôn 100 triệu tiền mặt bằng ra đây. Ồ. Tiền mặt bằng? Từ khi nào mà cô lôi cổng tìm tôi ra để kinh doanh thế à cô Việt Anh? Chủ tịch, sao lại đến đây ạ? À? À, cô ta cứ buôn bán ở trước cổng công ty mình nên là em đang nói chuyện phải trái với cô ta thôi ạ. Nói chuyện phải trái? Vậy mà cô lại bắt người ta quỳ xuống thế à? Cô ấy bán hàng đấy là đã được sự đồng ý của tôi rồi. Cô nghe rõ chưa? Chủ tịch, làm gì có chuyện như thế được ạ? Anh cứ đùa em. Người như anh làm sao lại quen được với cái hạng người nghèo hèn như thế này và đồng ý cho cô ta bán hàng ở đây được ạ? Cô ấy thật sự rất là... Trang, có phải em không? Đúng là em rồi. Em có biết là anh đã đi tìm em suốt bao nhiêu lâu nay không? Trang! Không, không, anh nhận nhầm người rồi. Không phải đâu ạ. Anh nhận nhầm người rồi ạ. Chú biết là chú lo mẹ cháu đâu không? Mẹ Trang, em có con rồi sao? Vậy vậy bố của thằng bé đâu? Tại sao lại để cho hai mẹ con em khổ như thế này? Nó không có bố. Cháu bé, cháu mấy tuổi rồi? Cháu 7 tuổi ạ. 7 tuổi? Rõ ràng là 7 năm trước anh và em vẫn còn đang yêu nhau cơ mà. Chuyện này là thế nào? Trang, em nói cho anh biết đi. Trang! Không, anh ơi, anh nhận nhầm người rồi. Không phải đâu ạ. Bảo ơi, mình đi thôi con. Đã. Em đã trốn anh 7 năm trời rồi đấy. Vậy mà bây giờ em định tiếp tục trốn anh nữa hay sao? Anh cũng không hiểu tại sao anh đã làm sai điều gì mà em lại bỏ anh đi, rồi lặng lẽ sinh con một mình như thế. Em... anh... anh không làm gì sai cả. Tất cả là do em đã quá tự cao. Thế nên... tôi sẽ nói rất nhanh thôi. Nhà tôi là nhà gia giáo. Thằng Phương ấy, sau này nó sẽ tiếp quản bố nó, làm chủ tịch của công ty. Cho nên ấy, người xứng với nó phải thật là môn đăng hộ đối hơn cô. Cô chỉ là một đứa sinh viên nghèo, gia đình thì khó khăn. Cô bám với thằng Phương nhà tôi để muốn đổi đời đúng không? Không bao giờ dễ dàng như thế đâu. Gia đình tôi không bao giờ chấp nhận loại người như cô. Và nếu như thằng Phương muốn lấy cô á thì nó phải từ bỏ tất cả. Nhưng mà tôi nghĩ thằng Phương ấy không bao giờ vì một đứa con gái mà quay lưng lại với gia đình. Chính vì thế cho nên tôi khuyên cô, trước khi chưa muộn, hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Trong này có 3 tỷ.
đã đủ cho cô chưa? Bố mẹ nghèo như cô ấy chắc chưa bao giờ nghe thấy hai chữ tiền tỷ đúng không? Con trai của bác chỉ đáng giá 3 tỷ thôi ạ. À? Sao? Tôi biết ngay mà. Cô bám với thằng Phương chỉ vì tiền thôi. Thôi được rồi, tôi đưa thêm cho cô 2 tỷ nữa, được chưa? Nhưng cô phải hứa với tôi không bao giờ được đến tìm gặp thằng Phương nữa. Bác cứ cầm lấy số tiền của mình về và giữ con trai của bác thật cẩn thận đi ạ. Bởi vì nhân cách của cháu đáng giá hơn thế. Bác yên tâm, cháu sẽ không bao giờ đi tìm anh Phương. Còn nếu như anh ấy đến tìm cháu thì cháu cũng không có cách nào đâu ạ. Cháu chào bác. Sau ngày hôm đấy, em quyết định là sẽ rời xa anh để không bao giờ anh tìm được em nữa. Nhưng sau một tháng em phát hiện mình có thai. Em muốn sinh con và nuôi con một mình mà không cần đến anh. Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương hai mẹ con như vậy. Anh hứa từ giờ trở đi, anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con em. Có được không em? Chủ tịch ơi, sao anh lại có thể dễ dàng tin lời cô ta nói như vậy ạ? Chắc gì cô ta nói đã đúng. Biết đâu cô ta đang dựng lên chuyện này để lấy lòng thương hại từ anh đấy ạ. Có khi 7 năm trước cô ấy tẳng tịu với ai rồi bây giờ bắt anh đổ vỏ đấy. Cô im đi, ai cho phép cô nói vợ con tôi như thế à? Dù thằng bé có là con của tôi hay không đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu thương nó, không liên quan gì đến cô cả. Còn cô cậy mình có chức có quyền, hống hách cho bắt đặt người khác thế à? Cô liêm sỉ dạy cháu của mình không ra một cái gì cả. Tôi nói thật, công ty của tôi không cần một nhân viên như cô nữa. Và từ ngày mai trở đi, cô nghỉ việc. Chủ tịch ơi, em xin lỗi anh, sao lại có thể như thế được ạ? Anh đừng làm như thế, anh biết là em cần công việc này mà. Nể mặt cô ấy, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Ngay bây giờ, cô và cháu của cô hãy xin lỗi hai mẹ con cô ấy ngay. Mau xin lỗi đi. Chị ơi, em xin lỗi chị ạ. Là do em có mắt như mù nên mới hành xử với chị như vậy. Và cũng do em không biết dạy cháu nên mới để con bé hành xử như thế. Chị ơi, em mong chị tha lỗi cho hai cô cháu em ạ. Tốt lắm. Vậy thì ngày mai cô vẫn sẽ tiếp tục làm việc, nhưng không còn là giám đốc nữa và chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Chấp nhận được thì đi, còn không ấy, tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ đơn xin thôi việc từ cô.